Các đại lý chính hãng bắt đầu nhận đặt cọc xe Kia Sorento phiên bản Hybrid, biến thể này có gì hấp dẫn khiến nhiều người Việt chờ đợi. Đầu tiên, cần hiểu rõ phiên bản Hybrid của Kia Sorento, phân phối tại Việt Nam sẽ là bản Hybrid tự sạc HEV, chứ không phải biến thể cắm sạc. Trên thế giới, Kia Sorento phiên bản cấm sạc thuộc hàng cao cấp và đắt tiền nhất, nhiều khả năng sẽ không phân phối tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần, thay vào đó là phiên bản HEV vốn có kết cấu đơn giản và thông dụng hơn. Mới đây, Kia Sorento phiên bản Hybrid HEV tung ra thị trường Indonesia với các thông số vận hành đáng chú ý. So với Kia Sorento bản thường, phiên bản Hybrid không có nhiều điểm khác lạ ngoại trừ cụm chữ Hybrid gắn ở cốp xe. Giá khởi điểm của phiên bản này tại xứ vạn đảo rơi vào khoảng 1 tỷ 520 triệu sau khi quy đổi. Cung cấp sức mạnh cho Kia Sorento, phiên bản Hybrid là hệ truyền động xăng điện kết hợp giữa động cơ Smart, Stinger 1.6 lít 4 xi lanh mạnh 179 mã lực, mô men xoắn cực đại 264 Nm, với một động cơ điện 60 mã lực cùng bộ pin 1 kW. Hệ truyền động này cho tổng công suất kết hợp 228 mã lực và mô men xoắn tối đa 350 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp động cơ trang bị trên phiên bản Kia Sorento, phiên bản Hybrid tại Indonesia có trung thông số với phiên bản Hybrid ở Mỹ và đây cũng có thể chính là loại động cơ lắp trên phiên bản phân phối tại thị trường Việt Nam. Theo kết quả đo đạc tại Mỹ, xe chỉ tiêu thụ hơn 6 lít 3 xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Nếu di chuyển trên đường trường, xe tiêu tốn khoảng 6 lít. Đây sẽ là yếu tố ghi điểm cho Kia Sorento, trước Hyundai Santa Fe khi mẫu xe đối thủ chưa có phiên bản Hybrid tại Việt Nam tham khảo thêm biến thể cao cấp nhất kia Sorento Hybrid cắm sạc, nhiều người sẽ bất ngờ khi xe cũng sử dụng động cơ xăng 1.6 lít tăng áp, nhưng kết hợp với motor điện và bộ pin 14 kW. Tổng công suất của xe đạt 261 mã lực đi kèm, với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc của Kia Sorento cắm sạc, không nổi trội xong chiếc xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện với quãng đường 51 km, và chỉ tốn 1 lít 6 cho 100 km. Xe cũng có thể sạc đầy pin chỉ trong 3 giờ. Đáng tiếc là phiên bản này chưa có kế hoạch về Việt Nam. Kia Sorento hiện đang phân phối tại thị trường trong nước với các tùy chọn máy xăng và dầu diesel. Máy xăng 2.5 lít có công suất 177 mã lực và mô men xoắn 232 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Máy dầu diesel 2.2 lít có công suất 198 mã lực và mô men xoắn 440 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Như vậy, phiên bản Hybrid sắp đưa về Việt Nam có công suất động cơ mạnh nhất. Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento hiện có 7 phiên bản với giá từ 1 tỷ 119 triệu đến 1 tỷ 299 triệu. Trong đó, có 2 phiên bản cấu hình 6 chỗ. Hiện chưa rõ Kia Sorento phiên bản Hybrid sẽ được trang bị tiện nghi theo cấu hình nào.